Rồi, các bạn sẽ chọn vào cho phép cuộc gọi từ này, bình thường nó là mọi người, các bạn chọn là chỉ danh bạ. Như thế này thì những cái số ở ngoài danh bạ, tức là những cái số lạ sẽ không gọi đến được cho các bạn nữa nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé. Khi các bạn dùng điện thoại iPhone hay điện thoại nào cũng vậy, bình thường các bạn sẽ thấy rằng khi mà có cái cuộc gọi đến ở trên danh bạ thì nó sẽ hiển thị cho các bạn. Nhưng mà nhiều khi các bạn dùng ấy, có rất nhiều những cái số ngoài danh bạ, tức là cái số lạ ấy, các bạn không muốn gọi đến, ví dụ như các bạn không muốn nghe máy từ những cái số lạ ấy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, đặc biệt những bạn nào đang dùng điện thoại iPhone, các bạn sẽ tự động bật cái phần tự động không nhận cuộc gọi từ các cái số ngoài danh bạ trên điện thoại iPhone nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách để các bạn có thể bật cái tính năng bật tự động không nhận cuộc gọi từ những cái số ngoài danh bạ khi có cuộc gọi đến ở trên điện thoại iPhone. Thì cách đầu tiên các bạn cũng vào cài đặt cho mình nhé. Vào cài đặt này, sau đó thì các bạn sẽ chọn xuống cho mình cái phần là đây này, tập trung ở đây. Các bạn sẽ chọn xuống cho mình cái phần là tập trung ở đây. Phần tập trung này thì nó sẽ có cái mục là không làm phiền. Đây, có cái hình giống như hình mặt trăng đây này, các bạn sẽ chọn vào. Đó, thì trong cái mục không làm phiền này, nó sẽ có cái mục đầu tiên là cho phép thông báo nhé. Thì các bạn sẽ chọn vào cho mình là phần người này, các bạn chọn là tùy chọn nhé. Đó, đây, cho phép thông báo từ nhé. Đấy, các bạn có chọn cái phần này nhé. Rồi, tiếp theo, ở dưới này, cuộc gọi điện thoại. Đó, thì đây chính là cái phần các bạn cần phải bật. Mặc định của cái phần cho phép cuộc gọi từ này thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ hiển thị là mọi người, tức là cái dấu V đây là hiển thị mọi người, cho phép mọi người, ai cũng có thể gọi đến được. Thì bây giờ các bạn muốn những người có trong danh bạ các bạn lưu thì gọi đến đổi chuông thông báo bình thường ấy, thì các bạn chọn là chỉ danh bạ nhé. Đó, sau khi các bạn chọn chỉ danh bạ đây thì các bạn sẽ thấy rằng cho phép cuộc gọi từ danh bạ, còn những cái số mà không có trong danh bạ thì nó sẽ không có cuộc gọi đến, không hiển thị nhé. Và tất nhiên nó vẫn sẽ hiển thị cái thông báo của cuộc gọi nhỡ, nhưng mà nó sẽ không hiển thị, không đổ chuông hay không thông báo gì nhé. Rồi, cái phần cho phép cuộc gọi lại các bạn tắt đi cho mình. Rồi, đó là cái cách đầu tiên. Cách thứ hai, các bạn sẽ di chuyển xuống phần ứng dụng này. Các bạn chọn cho mình nhé. Nếu bạn nào mà không có mục ứng dụng ấy, những cái dòng điện thoại iPhone các bạn chưa lên iOS 18 ấy, thì nó sẽ không có mục ứng dụng và nó sẽ hiển thị trong cái phần cài đặt nhé, mục điện thoại nhé. Các bạn nhấn vào mục điện thoại cho mình. Và các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là tắt tiếng cuộc gọi không rõ. Đây, các bạn chọn này. Nếu bạn nào đang tắt như thế này thì các bạn hãy bật cho mình nhé. Khi mà các bạn sẽ thấy rằng cuộc gọi từ các số không xác định sẽ được tắt tiếng, gửi đến thư thoại và hiển thị trong danh sách gần đây. Giống như mình nói đấy, thì nó sẽ không có tiếng thông báo nhé. Nhưng các bạn sẽ thấy rằng nó vẫn hiển thị ở trong cái phần là danh sách, cái nhật ký cuộc gọi, tức là có phần cuộc gọi nhỡ của số đó. Đấy, nhưng mà các bạn sẽ không có thông báo nhé. Nói chung là nó sẽ không có một thông tin gì về cái số gọi đến đó. Nó chỉ hiển thị ở trong phần là cuộc gọi nhỡ thôi. Rồi, đây các bạn có thể chọn vào như này nhé. Như thế là xong nhé, cách thứ hai như thế. Đó là hai cách để các bạn có thể là tắt cái tính năng tự động nhận cuộc gọi, tự động thông báo từ những cái số ngoài danh bạ. Thì các bạn có thể áp dụng cách này nếu các bạn không muốn nhận những cái số ngoài danh bạ nhé. Rồi, vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn xong cách bật tự động không nhận cuộc gọi từ các số ngoài danh bạ, tức là các số lạ ở trên điện thoại iPhone. Nếu các bạn thấy cách của mình hay, hiệu quả và hữu ích thì các bạn ủng hộ mình một nút like video. Đồng thời có câu hỏi nào thắc mắc các bạn comment xuống phía dưới phần bình luận giúp mình nhé. Và những bạn nào lần đầu tiên về kênh của mình, các bạn ủng hộ mình thêm một nút đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông thông báo để không bỏ lỡ các video của mình ra hàng ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.